sang năm mới, Miệt Vườn Bến Tre cũng kính chúc bà con là năm mới đạt được nhiều sức khỏe cũng như là nhiều cái sự may mắn trong cuộc sống, lộc chìm, lộc nổi, lộc chơi vơi, cuối năm tam lộc cùng hội tụ, tổng kết một năm đại phát tài, đại phát tài cả nhà ơi. Và một lần nữa Miệt Vườn Bến Tre xin cảm ơn và xin hẹn lại cả nhà trong những cái video gần nhất để đưa cả nhà về có những cái trải nghiệm mới trong cuộc sống. Ở trong cuộc sống này có nhiều cái điều rất là tốt đẹp cả nhà ơi. Xin chào cả nhà.